首次通关 BOSS 都可获得大量元宝哦。Hello, hello everybody, welcome to Hell với KT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell với KT. Thì hôm nay chúng ta đến với một server của Kiếm Ma ha. Mà phiên bản này có bộ khác với cái bản kia ha. Nhìn nó cũng giống nhưng mà hơi khác khác một tí. Ok, vẫn là Phi, chúng ta là VIP 10 ha. VIP 10 và... cái gì vậy? Cái này 1 tỷ hay là bao nhiêu vậy ta? Để dịch lại coi. Số này là 1 tỷ hay là bao nhiêu vậy? Không lẽ vô game mà nó Phi cho chúng ta 1 tỷ luôn trời. Vì game gì Phi nhiều vậy? Ê... để chạy nhiệm vụ một tí coi nè. Và VIP sao giao diện nó khác anh em, hình như giao diện nó khác khác các bạn Kiếm Ma cũ mọi ngày ha. Nhưng mà cái này nó không có, chưa có việt hóa, admin chưa việt hóa ha. Để xem chữ này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một ức. Ok, một ức là 100 triệu kim nguyên bảo hả? Ok. Mà ta nói cái chữ này ta thấy quen quen, tự nhiên quên lắm là một ức. Ok, thì server này đầu game thì Phi cho chúng ta hẳn là 100 triệu kim nguyên bảo hả? Rồi ok, còn muốn mà nhận thêm này nọ thì các bạn có thể vào fanpage ha. Fanpage Heo sẽ để dưới phần miêu tả ở dưới bên này. Đây khai mở nè, vào ngày 18 tháng 8 ha, hồi lúc 20 giờ. Hôm nay ngày mấy rồi? Hôm nay ngày 20 rồi. Ok thì Phi cho chúng ta là 100 triệu nè, level 25, 25 đâu? Chắc là inbox cho admin á, ok. Rồi, để tí theo nhắn tin với admin. Rồi, event nè, tặng thêm 10 triệu và giết rồng vàng nhân 2. Đây, 10.000 được 1 triệu kim nguyên bảo. Vậy là tính ra 100.000 được 10 triệu. Và 1 triệu kinh nghiệm cộng 10 đang chuyển sinh. Đang chuyển sinh 10. À, cũng được đấy. Vậy là tính ra nếu mà nạp 100.000 vào thì được 100 đang chuyển sinh. Wow, gần như là anh em chuyển sinh 8, chuyển sinh 7, chuyển sinh 8 luôn á. Khá là ngon ha. Nhưng mà nhấp chuột rồi để kéo xuống coi có gì ngon không. Để event like xe nè. Nhận quà Phi ngày... à, mới, này mới nữa nè. Like xe ở chế độ công khai, chụp hình bình luận 10m và thời trang chiến binh tương lai hả? Ok, có Phi thời trang là ngon rồi hả? Còn đây quà tân hữu 100m, tặng 100m với rồng vàng nhân 2. Ok, rồi. Khá là ngon. Mỗi ngày đều có code hả? Code ngày 19 nè. 200 triệu kim bảo. Đù, nhắn tin. Cái này phải admin phải làm code ha. Cái này code sẽ ngon hơn. Cái này 100 triệu bicep. Ok, để xin luôn ai cái kinh nghiệm 2 ngày luôn. Ngon. Được được ha. Rồi, wow, hôm qua có 200 triệu cộng với 100 triệu kinh nghiệm chắc lên được 80 luôn á. Oh man. Còn đây là các móc nạp nè. Nạp 50k được 50 triệu. Ủa sao cái tỷ lệ nó hơi hỗn độn ha. Vậy là chắc admin ghi trên này ghi bị nhầm rồi đó. Ở đây là phải 10.000 nè, 10 triệu nè. Tại vì 10.000 là được 10 triệu đúng không? Kéo xuống, kéo xuống. Đây, 100.000 được 1 tỷ kim nguyên bảo, 200.000, 500.000. Wow. Cộng kinh nghiệm nữa chứ, 5.000 đang chuyển sinh. 50 thời trang cộng 50 vũ khí.
và cáo chín đuôi. Đồ ngon dữ bay. Ngon như vậy, ngon như vậy. Còn có cái quà đuôi tớp, có cái gì ngon không ta? Đây, tớp 1 được cạc 100. Đồ đuôi tớp nhận quà ngon dữ. Ok, bây giờ đi inbox cho admin lấy cạc và ở lộn lấy cái kim nguyên bảo và kinh nghiệm nào. Ok anh em, admin đã nhắn tin và đã trả lời rồi ha. Nè, phải không? Ừ đúng rồi nè. Wow, để coi lên được có 36 à, level 36 à, cũng hơi ít kinh nghiệm ha. Đấy, 400. Đúng không ta? Đúng rồi, hai cái event ha. Ok. Còn nữa nè, còn nữa nè. Khoan khoan. Đây nữa nè. Kinh nghiệm đang đó 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 đó, lên lên lên, 80 mấy, 90 mấy. Wow, wow. Ok, mát luôn. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, đang lên nữa rồi, đang lên nữa kìa. Ok, ngon 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 rồi. Đó. Ngon quá, ngon quá. Ok anh em, cái này khá ngon ha. Admin bên này cũng có lòng và support khá nhanh nha anh em. Rồi anh em nào có chơi thì qua ủng hộ cho admin này ha. Ok, heo sẽ đảo một vòng xem có cái gì ngon không. Quy cho chúng ta một phát là lên luôn level 100 mấy luôn. Ủa mà cái số này sao có 103 vậy, để ta hỏi lại coi. Cái này là 200 triệu 200 triệu 200 triệu mà sao ở đây chỉ có 20 triệu vậy ta, 30 triệu 40 triệu vậy. Để hỏi lại admin game xem. Còn thời trang nữa chứ. Đây còn hư nữa nè. À sao lại là A-Safe nữa ta? Chắc admin gửi nhầm á ha. Rồi anh em nào có chơi thì qua ủng hộ ad với ha. Bây giờ đi chuyển xin cái rồi nói gì nói. Ok mấy cái này cũng quen ha. 1, 2, 3. Rồi nâng lên. Ngồi chờ chút chắc là admin sẽ gửi qua ha. Ok cũng được, cũng khá khá. Chuyển sinh 4 mà không lên nổi nữa đâu. Đó qua nữa kìa, admin gửi hơi chậm ha. Đó nè. Đó vô rồi nè, đó. Vậy là tổng là phi cho chúng ta là nhắn tin với admin thì admin báo là đầu game là phi chúng ta là 100 triệu ha. Rồi nhắn tin cho admin là sẽ hỗ trợ thêm ha, là tổng cộng là 500 triệu kim nguyên bảo nha anh em. Ok, khá được, khá được. Rồi còn ngoại trang đâu, để nhắn tin hỏi coi. Ngoại trang. Ok, còn anh em nào muốn lên chuyển sinh nhanh thì có thể nạp ha, nạp 50k thì chúng ta sẽ được 100 chuyển sinh đan cộng 3 thời trang giáp vàng. Ok, chắc heo làm 50k thử. Mà thôi từ từ đi. Còn đây là cái bảng này khá ha, cũng ngon. Ok, đây là quà đăng nhập. Đồ, mỗi ngày được 10 triệu. À, 10 triệu, đúng rồi, 10 triệu. Rồi,
server cũng khá vắng nên là anh em có thể vào chơi ha, cũng khá là mượt. Và đừng quên là có đua top nha, đua top nhận kim nguyên bảo nha anh em. Có lộn, nhận tiền thiệt chứ quên. Đua top là nhận tiền thiệt ở ngoài luôn nha, chứ không phải là tiền trong game ha. Đua top nhận cạc nha anh em. Này gì vậy? Ơi ơi ơi, bảy đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Đó, đó. Đây, ai xếp? Này, điểm bot. Rồi, cũng khá ok ha. Cái này free khá nhiều. Anh em chỉ việc là inbox cho admin là sẽ có ha. Link hay sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì tải về. Con game này nhìn thấy đó, server có mình heo kìa, là chắc mai chiều là heo sẽ được. Nhớ nha anh em, cái quan trọng là chúng ta ở đây là có đua top nè, nhận cạc nha. Top 1 tới top 3, top 1 là được 100.000 nè. Đó, cạc tự chọn. Top 2 là được 50.000, cạc tự chọn hoặc chuyển khoản luôn. Top 3 là được 20. Đó. Ok, khá là ngon. Này gì vậy? À, quà boss. Ok, mấy cái này chúng ta nên mua ha. Đồ, ở đây nè, ở đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Giờ anh em sẽ hỏi là heo đang ngồi chờ cái gì, bà heo sẽ nói là heo đang ngồi chờ ad game phát thời trang ha. Rồi chúng ta test thời trang cái, để mà vô để tự test luôn cái. Đâu rồi? Đây. Hôm nay chúng ta đi full nhân vật nữ ha. Đó. Đồ khá nhiều ngoại trang luôn. Nếu mà nạp là chúng ta sẽ có nhiều ngoại trang hơn ha. Wow. Khá nhiều đấy, khá nhiều đấy. Vũ khí để test xem. Ok, vũ khí vẫn như cũ ha. Đây, chảo bếch ghi nè. Cánh, cánh thì cũng bao nhiêu đó. Ok. Đu. Wow. Sáng lấp lánh liền. Sáng lấp lánh liền. Hy vọng lần này. Đó, đúng rồi. Ok, bây giờ chúng ta là có thời trang rồi nha. Ok, rồi. Admin gửi đồ vô nè. Đù, ngon luôn, ngon luôn. Rồi. Vậy là ok rồi ha. Rồi, game đồ ngoạ khá là cũng được. Chỉ tiếc là chắc là chưa đủ kinh phí nên chưa có việc hóa ha. Tính ra tỷ lệ nạp cũng rẻ ha. Thì anh em nào có chơi thì qua ủng hộ ad game. Tại vì thời lượng của video cũng ít nên heo không có test cái phần mà nạp thôi. Còn anh em nào nạp thì có thể inbox cho admin ha. Chuyển khoản này nọ. Nạp ủng hộ thôi, 50k thì cũng được 500 triệu kim nguyên bảo nè, 1 tỷ ASAP nè. Và đặc biệt là có 100 đang chuyển sinh ha, cộng với 3 thời trang. Đó. Rồi ok, đây số Momo nạp nè. Rồi.
Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Nhớ like và share ủng hộ Heo VKT nha anh em. Vô mặc thử mấy bộ đồ cái. Bữa nay bị khang tiếng là gì á. Đây. Chiếc binh xấu quá. Đây giáp rồng vàng nè, đó. Rồi, link Heo để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì tải về. Đó, thấy ok ha. Rồi. Cho đi full dạng rồng vàng luôn. Đó. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like và share ủng hộ Heo VKT nha. Rồi. Đây là một con game chắc là end game này mới rồi. Và chốt lại là chúng ta được là 500 triệu kim nguyên bảo, cộng level, cộng thời trang, cộng VIP. Và đặc biệt là thấy có đua top nhận gạt nè ha. Gạt tự chọn, nói chung là đua top nhận Việt Nam đồng. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ ủng hộ ẹt nha. Ở đây thì móc nạp cũng rẻ. Nói chung thì không thì vào chơi rồi cho server xôm tụ lên nè. Đó, thấy cũng có người chơi nè. Cũng khá nhiều ha. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Tính năng cũng khá là ok. Hy vọng là trong thời gian ngắn nữa là ad game sẽ Việt hóa con này ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Chúc ad game mau Việt hóa con này cho anh em chơi nha. Ok, thôi bye bye. Ra nhiều nhiều cái nữa giúp cho anh em có cái để chơi là được rồi. Ok, ngáo nè, tùm lum hết nè. Khá nhiều người đang chơi ha.